có phục sinh. Cho nên ta mới hiểu được nếu không có phục sinh thì không có Kitô giáo. Mọi sự đã chấm dứt rồi. Nhưng mà phục sinh mới là tiếng nói cuối cùng. Tiếng nói cuối cùng là của Thiên Chúa chứ không phải của cái ác. Và điều này rất quan trọng cho các anh chị và tôi cũng như cho toàn thể hội thánh. Thực lòng mà nói là ai trong chúng ta mà không rơi vào một tâm trạng hoang mang và thất vọng khi cuộc đời của mình phải gặp đau khổ. Khi mà mình thấy giáo hội như là không ngoi lên nổi. Chỉ có đức tin thôi. Đức tin và lời mà Chúa Giêsu đã hứa với Thánh Phêrô, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Và cửa hỏa ngục cũng không thắng nổi. Tin vào lời hứa của Chúa. Và đức tin nó giúp cho mình vượt qua những giai đoạn thử thách. Các thánh tử đạo Việt Nam của mình là những con người như vậy. Cho nên cái tư tưởng chủ đạo mà những thị kiến này muốn trình bày, đó là tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của Thiên Chúa. Thế bây giờ chúng ta bước sang chương thứ 8 với một thị kiến khác, gọi là thị kiến về cừu đực và dê đực. Thị kiến này kể lại cuộc chiến giữa một con cừu có hai cái sừng. Người ta cắt nghĩa đó là đế quốc Media và đế quốc Ba Tư, có hai cái sừng. Thế còn con dê đực đó là ông vua Alexander. Bởi vì có nhiều Alexander cho nên cần phải nhấn mạnh cái chỗ là Alexander Đại Đế. Ông vua này thì không phải chỉ trong Thánh Kinh chúng ta mới nghe nói tới, mà khi các anh chị đọc lịch sử thế giới đó, đều nghe nói tới nhân vật này, rất nổi tiếng nhé. Ông này với lại Napoleon được đánh giá là những vị tướng giỏi nhất trong lịch sử của thế giới. Alexander Đại Đế, ở đây là con dê đực. Thế thì sách Daniel ở trong thị kiến này cũng dùng những hình ảnh khác, hình ảnh con cừu, con dê đây, nhưng mà nội dung á thì cũng muốn nói đến cái giai đoạn lịch sử giống như ở trong chương 7. Theo sách Daniel ở trong thị kiến này thì con dê đực đó hạ gục con cừu hai sừng rất là dễ dàng. Có nghĩa là Alexander Đại Đế này hạ gục đế quốc Ba Tư rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà thị kiến cũng nói là đang lúc cái con dê này nó sung sức á, thì nó bị cái sừng lớn của nó bị gãy, phải không? Nghĩa là gì? Thế người ta bảo rằng ám chỉ ông Alexander Đại Đế này ông ấy chết yểu. Làm sao mà biết là ông chết yểu? Ông này ông ấy sinh năm 356 và ông ấy chết năm 323. Như vậy là bao nhiêu tuổi? 33 tuổi. Thế thì cũng giống Chúa Giêsu nhà mình nhỉ? 33 tuổi. Mới có 33 tuổi thôi mà đã thống trị thế giới. Giỏi lắm, nổi tiếng trong lịch sử. Và cái chết xem nó có vẻ bất ngờ lắm, bởi vì lịch sử kể lại rằng là ông ta chết vì một cơn sốt, mà cơn sốt đó đến sau một bữa tiệc rượu. Cho nên cái chết có vẻ bất ngờ lắm, chứ không phải là chết ở ngoài chiến trận. À, Tăng Sông à? Bây giờ anh nói Tăng Sông với thời đấy thì ai biết Tăng Sông. Việt Nam mình cách đây 50 năm mà chết như thế là chỉ có nói là trúng gió rồi. Ăn chắc trúng gió là đúng rồi. Thế thì chắc ông này cũng trúng gió thôi. Nhậu quá rồi thì dễ trúng gió lắm. Nhưng mà cái hay đó là người ta giải thích cho mình đọc đó, mình thấy nói chuyện là con dê đực rồi cái sừng lớn của nó bị gãy. Mình đâu nghĩ gì.
Nhưng mà ở đây người ta cho mình thấy à, ám chỉ cái chết của Alexander Đại Đế, một cái chết yếu. Rồi sau đó thì bốn cái sừng khác mọc lên là có ý nói đến vương quốc của Alexander Đại Đế bị chia thành bốn này, Macedonia này, Tiểu Á này, Syria, Babylonia và Ai Cập. Rồi ở đây cái nhân vật mà lúc nãy chúng ta đã nói lại xuất hiện nữa này, lại cái sừng nhỏ nữa này. Và cái sừng nhỏ này chính là ông vua Antiochus Epiphanes, là cái ông vua mà xúc phạm đến đền thánh của Chúa. Nhưng trong này có một chi tiết này, là khi kể về thị kiến này thì sách Daniel viết: tôi đã nghe một vị thánh lên tiếng và một vị thánh khác bảo vị đã lên tiếng kia rằng thị kiến này còn kéo dài đến bao giờ? Của lễ thường tiến bị tước đoạt, tội ác tàn phá hoành hành, nơi thánh và đạo binh bị chà đạp dưới chân. Thì vị ấy nói với tôi: cho đến 2300 chiều và sáng, khi đó thánh điện sẽ được phục hồi. Lúc nãy tôi nói với các anh chị là cái loại văn khải huyền người ta dùng con số, thấy không? Nhưng mà đừng có dựa vào đây mà đánh số đề nhé. Không có gì là bảo đảm cả. 2300 chiều và sáng. Như vậy là bao nhiêu ngày? 1150 ngày. Tính ra là 3 năm và 70 ngày. Mà khi người ta đọc lại lịch sử đó, thì cái thời gian 3 năm 70 ngày này, nó tương ứng với thời gian từ lúc mà đền thánh Jerusalem bị xúc phạm vào năm 167 cho đến khi được thánh hiến lại vào năm 164. Chúng ta đã học sách Maccabê rồi, học rồi, thì tôi ghi cho các anh chị cái đoạn văn ở đây này, để mà ai muốn nghiên cứu cho nó rõ đó, về thì sẽ gặp cái đoạn thứ nhất Maccabê chương thứ tư câu 52 đến 59 nói đến việc thanh tẩy và cung hiến đền thờ. Đấy, cái con số đó đó mình đâu có hiểu được đâu. Mình các nhà chú giải người ta đọc lại lịch sử đó thì người ta cho thấy con số nghĩa nó là như vậy, và thực sự nó tương ứng với biến cố trong lịch sử từ ngày nào đến ngày nào. Bây giờ một thị kiến nữa nó cũng liên quan đến con số mà chính tiên tri Daniel cảm thấy là băn khoăn bởi vì không hiểu được. Đó là con số 70 năm. Thế thì thị kiến thứ ba này này, thị kiến về con số 70 năm, nó có cái khác với hai thị kiến trước. Ở trong hai thị kiến trước á, thì Daniel thấy những hình ảnh, những con thú từ biển đi lên, những con thú có 10 sừng rồi cái sừng nhỏ xuất hiện, những hình ảnh như vậy. Còn ở thị kiến thứ ba này đó, đó là ông ấy cầu nguyện. Mà khi ông ấy cầu nguyện thì ông ấy suy niệm về điều mà tiên tri Jeremiah nói, và ông cảm thấy là không hiểu được tiên tri Jeremiah nói như thế nghĩa là cái gì. Thế bây giờ chúng ta phải tự hỏi xem là Jeremiah nói làm sao. Mình mở ra Jeremiah chương 25 coi nào. Chương 25 mà câu 11 và câu 12. Các anh chị thấy chưa? À, câu 11 nhé. Tất cả xứ này sẽ nên trốn điêu tàn đổ nát, và các dân ấy sẽ phải làm tôi vua Babylon trong 70 năm. Nhưng khi mãn 70 năm, ta sẽ viếng thăm để trừng phạt vua Babylon và dân ấy. Sấm ngôn của Đức Chúa vì tội lỗi của chúng, cũng như trừng phạt xứ Can-đê và biến nó thành chốn điêu tàn vạn cổ. Mọi lời ta đã phán về xứ ấy,
mọi điều đã được viết trong sách này, ta sẽ thực hiện để trừng phạt nó. Đấy, Giê-rê-mi-a viết rất rõ ràng, 70 năm. 70 năm này. Nhưng mà khi Giê-rê-mi-a viết, thì bây giờ ta cứ lấy năm mà đền thánh Jerusalem bị tàn phá đi, tức là năm 587. Thì nếu mà bảo là 70 năm đó, thì đến năm bao nhiêu thì mọi sự tốt lành nó sẽ xảy đến? 517. Vậy mà trong thực tế đó, thì sách Daniel được viết dưới thời Maccabe, tức là thế kỷ thứ hai, tức là năm 200 gì đó. Như vậy thì đã bao nhiêu năm rồi? Đã 300-400 năm rồi mà có thấy cái gì xảy ra đâu. Cho nên là băn khoăn suy nghĩ xem tại sao lại 70 năm. Đợi hoài không thấy 70 năm. Đấy là vấn đề. Thế thì khi ông ấy băn khoăn suy nghĩ và ông ấy cầu nguyện với Chúa như thế, thì Chúa mới cho Thiên sứ Gabriel đến. Chúng ta thấy trong sách Daniel này, Thiên sứ Gabriel có vẻ hơi nhiều việc nhỉ. Còn ở trong Phúc Âm đó, thì Thiên sứ Gabriel đến gặp ai vậy? Đến gặp Đức Mẹ. Rồi trong sách Daniel còn nhắc đến một vị tổng lãnh thiên thần nữa là ai? À, Michael nữa. Nhưng mà ở đây nói đến Gabriel. Gabriel được Chúa sai đến để giải thích cho Daniel về lời tiên tri của Giê-rê-mi-a. Hóa ra 70 năm ở đây là 70 tuần năm cơ.